bây giờ mình sẽ ăn tiếp nữa cô con cá chất tình, mình sẽ mặc khổng gương chất tình này này, một bên cọ một bên khung ấy này này, bây giờ có cá khung lô bát tinh và lắc lắc bát tinh đấy, rau mời các bạn ăn rau chất tình. Các bạn xem cái kênh này ăn rất là ngon rồi đấy. Mời các bạn, đây là con cá mình ăn không hết hôm nay nha, đây là con cá mình ăn luôn, giờ mình ăn lại nha, mình thêm rau một chút xíu là được, giờ chắc ăn hết rồi, giờ chắc ăn hết nhưng ăn không hết, nhưng mà sẽ cố gắng ăn hết các bạn. Đây là cái nước chấm mắm ấy, mình chấm chấm nước ăn nha. Đây chào các bạn đây. Ôi dồi, như cái này ngon quá, thích ăn tới cùng giờ sẽ ăn vào. Thích không ngon, ăn wow. Mới ăn đây chiên. Đây là món ăn kinh dị nhất của dân tộc các bạn nha. Đấy. Là búa tanh nước ớt. Bắt đầu anh bán. Bắt đầu ăn búa ngon quá. Còn tao như một bao bát búa ngon dưa á. Mời lắm. Từ nhỏ đến mời các bạn nha. Mình sẽ ăn rau. Đây các bạn ạ. Cái bạn đang đăng đó là từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến nhỏ là chưa từng ăn con cá này các bạn ạ. Ok. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng để mà mình thưởng thức cả món ăn này các bạn nha. Đây. Món ăn kinh dị. Là ăn dị nhưng mà anh nói chung mình nhìn kinh dị vậy nhưng mà mình ăn cũng hơi phê các bạn nha. Đấy. Hơi ngon đúng không ạ? Đấy. Anh em nào mà không ưng được cái mấy cái con cá sống này, khuyên anh em nên thử các bạn nha. Đây. Rồi các bạn này, ráo không chúng mình ăn cá luôn. Mất một cái là hạt nó cần cả lên rồi. Được rồi. Wow, ngon luôn. Rất là chua. Ok. Mà tiếp tục bên đây á. Cái rau bún tang cũng sắp là hết bạn. Bây giờ mình ăn cũng khá là nhiều bạn nha. Nước rau tạt. Hơi bọc hành nhưng mà mình cũng đang ăn các bạn. Đây các bạn. Và bên đây là một cái thanh niên khá là quen thuộc với các bạn nha. Đấy, anh em nào mà xem cái kênh của mình ấy, thì xem thanh niên này quậy khá mạnh, khá là điều luyện, ok. Và cái điều luyện của anh hôm nay mình sẽ thử thách em nó ăn được một bên con cá, ok. Đây là con cá của chúng ta, ok. Đây này các bạn nha, đây là cá to, con này mà rơi khoảng 12 đến 15 tấn các bạn. Con cá đấy mà đắp bao với các bạn này mê múc cả không nổi, ok đấy. Và con cá này mình sẽ nhờ vào cho em ấy ăn các bạn nha. Đấy là thứ bên này đắp nó cũng được. Hôm nay tôi sẽ thử thách một món ăn đây là cá chóc đây các bạn ơi. Nhìn cái cá thì rất quen thuộc với các bạn không? Đấy, đây là cá rô phi khung lô có ở Việt Nam này. Bắt đầu sàn. Ăn thứ chắc chắn rất là ngon. Thứ nó ọ. Sạp ở cái này phải bật. Ngon. Ăn rau hay là ăn cá trước đây? Mời các bạn nha. Đây là cá sống có ở Việt Nam. Không biết mấy anh Trang hôm nay đi câu cá ở đây không biết câu chỗ nào. Ngon. Bạn ơi.
cá song cực chất này nè. Mà cái đung chả mà ra cái chả bò phô con cá này các bạn ạ. Các bạn ạ, sau đây phải anh tranh thôi. Chứ anh cá này chắc tới mai mới anh hết rồi. Còn ba con, một con. Con nợ. Ok bạn nha, đây là cái mê cũng được gọi là con cá to nhất trong cái đàn con cá này các bạn ạ. Ok, hôm nay mình sẽ thử nốt cái con cá khá là lớn. Ok, hôm nay con cá này phải gọi là cực kỳ lớn rồi bạn ạ. Đấy, hôm nay mình sẽ thử ăn một bộ phận của nó nào đấy các bạn. Ok các bạn nha, đây này. Ok, và bây giờ mình chuẩn bị một cái tai ớt. Ok, để ăn kèm với cái con này thì mình chuẩn bị một tai ớt. Ok các bạn nha. Đấy, thì mời các bạn theo chân mình ăn cái con cá này như thế nào này thì. Ok, mời các bạn nó ra đấy. Các bạn nha, đây là miếng cá khung lồ, là lồ khung ạ. Đấy, mời các bạn. Bắt đầu ngọt nông. Anh đến đâu bằng nhai khung lồ rau chất tệt. Đâu dù đường ớt. Bắt đầu là con cá. Con cá. Chụp anh xương dưỡng luôn. Ngồi dù nha. Ngon. Ngon quá. Ngon lắm. Ngon chưa? Ngon lắm. Em nhớ lại nha. Nhớ lại cái giống này của em. Thầy mời các bạn nha. To tô sẽ tôn ca và rau anh trung cho nó ngon chết tệt. Đây, các bạn xem cái anh MV. Này thực hiện MV cho anh gì anh? MV cho mày đúng. Đúng, MV thực hiện anh muốn mình nó ăn ca là bốn con. Cá khung lồ luôn. Đây. Đúng mà nó chết tiệt. Đấy. Mời các bạn ăn cá khung. Mời các bạn ăn cá khung à. Mình ăn một nữa, bây giờ còn một nữa. Mình ăn hết, các bạn xem đây nè. Phải coi là chất chơi trời chơi. Sao không? Ok các bạn ạ, đây là mình. Nói chung là cay quá các bạn ạ. Bây giờ mình ăn. Ăn cái rất là dở các bạn nha. Đây là mình cành nhảy của chúng ta các bạn nha. Nói chung là sắp hết các bạn ạ. Chỉ môi cái phần đầu này các bạn nhé. Để các bạn thấy nực miệng, nực môi, nực mắt mình chê tùm lum tà lai này. Các bạn ạ, khóc. Mình đặt khóc đây các bạn ạ. Mời các bạn anh uống, uống anh nè. Mời các bạn. Cái này nhì càng. Mình sẽ ăn cho các bạn nè. Cái này mời các bạn nè. Ngon không? Ngon, 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 ngon. Thêm. Thêm. Để ăn một điếu. Ăn rụt nộ. Thêm các bạn. Thêm. Thêm. Khung lô cái chất đấy. Rộp đi tâm. Thôi thôi rồi. Đi về. Về, ok. Đây, cảm nghĩ của em ăn cái cá sống này là cũng hơi là cũng hơi ngon ngon. Nhưng mà thấy cái ăn nó thấy giống như thế nào đấy. Nhưng mà mình cũng ráng ăn thử. Đây nha. Đây mình ăn. Ui cũng ngon. Nhưng mà hơi gương mặt nó có lạc thịt bạc quá. Đây nha các bạn nha. Đây nói chung là cái món cá hôm nay mình đánh giá chung là
Nói chung cũng ăn được, không phải là không ăn được, nhưng mà đây là lần đầu cái anh em mình chưa ăn cái gói cá nhé này như thế nào, nên anh em mình ăn kiểu là nó hơi kinh dị một chút, ok anh em thông cảm nhá. Rồi đấy, anh em mà thấy hay thì nếu anh em thấy mình ăn gói cá nhé này hay thì hãy cho mình một like, một subscribe và đừng quên ấn phần đăng ký các bạn nhá. Đấy, chào mọi người em ạ. Chào mọi người nha. Chào mọi người, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận được video mới nhất nha các bạn. We'll be right back.